Rất vui được gặp lại các bạn khán giả trên kênh Bí Quyết Thành Công vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Các bạn thân mến, bạn muốn biết điều gì khiến một người thành công về tiền bạc trong khi người khác từ bỏ hay không? Rất đơn giản thôi, đó là tư duy về tiền bạc của họ. Bạn có thể đang tiêu ít hơn mức thu nhập, có một quỹ khẩn cấp. Những nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại trong việc quản lý tài chính cá nhân. Nhưng những điều này không quan trọng nếu bạn không tin rằng có thể sống theo cách đó hoặc nếu bạn không có động lực để sống theo cách đó. Tư duy về tiền của bạn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó những trải nghiệm cá nhân bạn đã có với tiền bạc sẽ đóng một vai trò lớn. Nếu bạn muốn giàu có, chắc chắn ngay trong suy nghĩ, bạn cần xây dựng những quan niệm đúng đắn để tương lai huy hoàng như mong đợi. Chỉ cần như vậy, cuộc đời có khó khăn, gian nan, bạn cũng sẽ không bị quật ngã. Vậy tư duy đỉnh cao nào về tiền bạc sẽ giúp bạn tạo nên những bước đột phá trên con đường làm giàu? Đồng thời, những tư duy đó có thể đưa mỗi người thoát khỏi sự chèn ép từ những khó khăn trong cuộc sống ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây các bạn nhé! Có một câu chuyện ngắn như thế này. Một thiếu niên bán cho hiệu thuốc một con chuột chết nhặt được ở trên đường kiếm được 2 đồng tiền. Sau đó, cậu ấy dùng 2 đồng tiền này để mua một chai nước, đưa cho thợ làm vườn đang vất vả bên đường. Thợ làm vườn liền đưa cho thiếu niên mấy bông hoa để báo đáp. Thế là thiếu niên cầm bông hoa trang trí lên một mảnh vải, rồi mang ra chợ bán với giá 30 đồng. Lúc này, một cơn gió mạnh thổi gãy rất nhiều cành cây. Chàng thiếu niên đổi 30 đồng tiền để lấy kẹo, dùng kẹo coi như tiền thuê những đứa trẻ khác, giúp cậu thu những cành cây kia lại một chỗ, bán cho quán rượu làm củi đốt. Vì thế, cậu có được 2 lạng bạc. Cuối cùng, lấy 2 lạng bạc để mở một quán trà. Khi nói chuyện phiếm với các thương nhân nghỉ chân, biết được nguồn tin đầu tư quý giá, liền tìm cách móc nối, phát triển sự giàu có của chính mình. Cứ như vậy, cậu ấy từng bước tích giàu, sau cùng trở thành một nhà giàu, mà điều này lại bắt đầu từ một con chuột chết không cần tiêu tiền. Đây chính là tư duy bán chuột của người Do Thái các bạn ạ. Vậy qua câu chuyện này, bạn đã học được gì từ cách kiếm tiền của người Do Thái rồi? Thật ra, tư duy kiếm tiền của dân tộc này vô cùng đáng để chúng ta noi theo, và trong đó có 3 kiểu tư duy quý hơn ngàn vàng mà ai cũng cần ghi nhớ. Thứ nhất, giỏi nắm bắt cơ hội. Người bình thường chúng ta nhìn thấy con chuột chết, khả năng là cảm thán, này bản thân mình gặp vận xui. Như người có tư duy người giàu như người Do Thái, khi nhìn thấy bất kỳ một sự vật nào thì trong đầu sẽ cân nhắc qua một lần xem giá trị mà nó mang lại. Câu chuyện này tuy ngắn nhưng rất hàm xúc, đã nói lên được sự khác biệt trong tư duy người giàu và người nghèo nằm ở đâu. Cơ hội chúng ta gặp được là nhất định. Quyết định vận mệnh của bạn nằm ở chỗ bạn đưa ra quyết định như thế nào. Đương nhiên, con chuột chết chỉ là một ẩn dụ, tức là ngay cả đồ vật này cho rằng không có giá trị cũng có thể đổi lại được giá trị. Trong thực tế, thứ chúng ta có thể bán không cần quá nhiều, chỉ cần có nhu cầu thì có thể bán đi. Cái bạn cần làm là phát hiện cái thị yếu của mọi người, rèn luyện cho bản thân năng lực nắm bắt cơ hội. Người Do Thái từng nói rằng cơ hội là bình đẳng với tất cả mọi người. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, ai trở thành người đầu tiên thành công trong lĩnh vực đó thì có thể kiểm soát được tình hình chung. Họ không chỉ có con mắt tinh tường trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh, mà họ còn giỏi trong việc bắt đầu mối làm ăn với những người xung quanh và chủ động phát hiện ra các cơ hội kinh doanh. Khi nhận thấy có cơ hội làm giàu, họ nhất định sẽ nắm bắt ngay lập tức và sau đó biến cơ hội thành của cải. Chính thái độ chủ động trước cơ hội này đã giúp các doanh nhân người Do Thái luôn chiếm được vị thế chủ động trên thương trường. Trong cuộc sống cũng như vậy, cơ hội đến với chúng ta một cách bất ngờ. Nếu chúng ta chỉ biết than vãn và bỏ qua nó, chúng ta sẽ thất bại. Muốn có được thành công, bạn phải tận dụng mọi cơ hội. Đừng bao giờ coi khinh bất kỳ điều gì, mọi thứ xuất hiện đều có lý do và tác dụng riêng của nó. Khi có cơ hội, hãy thật nhanh tay nắm bắt lấy nó, cho dù cơ hội lúc đó chỉ là một sợi chỉ vô cùng mỏng manh. Cuộc sống rất công bằng, cơ hội ban cho tất cả mọi người là như nhau. Có thể cơ hội đó không hiện rõ trước mắt bạn, có thể xuất hiện một cách bất ngờ, song bạn có thành công hay không đều phụ thuộc vào khả năng nắm bắt được sự bất ngờ ấy của bạn. Luôn luôn có những cơ hội phù hợp nhất với bạn, thích hợp với giới hạn khả năng của bạn, nên cứ hãy cho phép mình tạo ra cơ hội. Cơ hội tuyệt vời sẽ đến với bạn
chỉ là bạn có đủ sự kiên trì, nhẫn nại để tìm kiếm nó hay không. Người thành công biết rõ, nếu chỉ có năng lực thôi thì chưa đủ, mà họ còn phải biết nắm lấy cơ hội. Vì cơ hội chỉ đến vài lần trong đời, nếu không nắm lấy thì nó sẽ đi qua, và khi ngoảnh đầu lại, sẽ chẳng có gì ngoài sự già nua, cằn cỗi cùng một tâm hồn trống rỗng. Cuộc đời không chờ ai cả, cơ hội cũng chỉ đến một lần, đừng tồn tại mà hãy sống cho thật đúng nghĩa các bạn nhé. Thành công không dành cho những người không vượt qua thử thách. Mỗi khó khăn mở ra cho chúng ta cơ hội để trưởng thành và điều chỉnh lại bản thân thành con người nổi bật mà chúng ta tin rằng mình có khả năng. Vì thế khi có cơ hội đến, đừng làm ngơ nhé. Vì nếu để cơ hội qua đi rồi, chúng ta sẽ khó mà tìm được một cơ hội thứ hai tốt hơn. Hãy mạnh dạn, nếu lần này không thành công thì ta cũng có thêm kinh nghiệm sống cho mình cơ mà. Mà nếu có thất bại thì cũng đừng buông xuôi. Những người thành công không bao giờ để cho thất bại đánh gục họ đâu. Thứ hai, hiểu được sự linh hoạt trong quá trình tìm cơ hội. Nhà viết kịch nổi tiếng người Anh Mini từng nói, người bình thường luôn chờ đợi cơ hội từ trên trời rơi xuống mà không chịu nỗ lực làm việc để tạo ra cơ hội. Khi một người mơ ước làm sao kiếm được 50.000 bảng thì 100 người chỉ biết mơ ước 50.000 bảng rơi ngay trước mặt họ. Người như vậy trong thực tế có rất nhiều, trong số họ có mấy ai thực sự đợi được cơ hội đến. Chúng ta trừ thiếu mắt nhìn cơ hội ra, còn có khác biệt về trình độ sở dĩ là vì chúng ta có tư duy quá cứng nhắc, không linh hoạt. Cuộc sống có vô vàn thách thức, khó khăn, vì thế nếu chúng ta thiếu sự linh hoạt, chúng ta dễ dàng nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, không có hướng đi mới để giải quyết những khó khăn, từ đó cuộc sống không tốt đẹp lên được. Nếu chúng ta chỉ ôm khư khư một phương hướng thì cơ hội của bạn sẽ ít hơn người khác rất nhiều, thậm chí cả đời cũng không đợi được. Nhưng người có tư duy người giàu sẽ không giới hạn ở cái hình thức bên ngoài. Chỉ cần có thể thu hoạch được lợi ích từ đó thì sẽ coi điều đó là phương hướng. Chỉ có không ngừng điều chỉnh, cơ hội mới dần lộ ra khỏi mặt nước. Tư duy trồng đậu của người Do Thái nói tới một đạo lý. Nếu đậu của bạn không bán được thì làm giá đỗ mà bán. Nếu giá đỗ cũng không bán được thì đợi nó lớn thành cây đậu con. Nếu lại không bán được thì làm thành cây cảnh. Nếu cây cảnh không bán được thì đem trồng. Cứ như vậy cho tới khi có thể kiếm ra tiền thì thôi. Đó gọi là sự linh hoạt trong hành động để hướng tới mục đích cuối cùng mà người Do Thái muốn truyền đạt lại cho chúng ta. Biến hóa chính là thay đổi để thông suốt. Cái này cần trí khí và trí tuệ. Biến hóa linh hoạt sẽ giúp chúng ta phản ứng nhanh trong việc nắm bắt những cơ hội có lợi hoặc giải quyết các vấn đề khó khăn. Đây là một cách để rèn luyện tính quyết đoán. Thiếu đi sự linh hoạt, những cảm xúc hoặc áp lực tâm lý tiêu cực có thể ảnh hưởng đến tính cách và các mối quan hệ xã hội, khiến bạn khó thành công. Trong hoàn cảnh cuộc sống luôn biến hóa không ngừng, công việc cũng không mãi suôn sẻ, những bước ngoặt trong cuộc đời là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, linh hoạt trong mỗi con người là điều kiện cần để thích nghi với cuộc sống, để nắm bắt thời cuộc, không bị tụt hậu theo sau. Tóm lại, chỉ có một mục tiêu cuối cùng, kiếm tiền là không đổi, những cái khác có thể tùy cơ ứng biến. Ai hiểu được hoàn cảnh và thời cơ thì có thể tùy lúc điều chỉnh bản thân, ai nắm chắc thì đó chính là chìa khóa mở cửa giàu có. Thứ ba, nắm chắc mỗi phân tiền. Trong mắt người Do Thái, tiền vốn không tồn tại tội ác, nó chỉ là một công cụ, không có phân biệt cao cấp, ti tiện, cho nên họ nghiêm túc nắm chắc từng phân tiền và rất bình thản. Phú hào Do Thái Rockefeller chính là một ví dụ điển hình, từ công việc tiền lương mỗi tuần 4 đô la đến đế quốc dầu mỏ sau này. Còn phân tích kỹ lưỡng mỗi con số kiểm tra đơn hàng thi công ống nước, cho dù chỉ là vài đô la, ông ấy tin rằng nhìn thật kỹ túi tiền của bạn, đừng để tiền của bạn tùy ý chạy đi. Không sợ người khác nói bạn keo kiệt mỗi khi bạn tiêu đi một đồng, đều phải có lúc thu được lợi nhuận 2 đồng thì mới có thể tiêu. Người Do Thái cho rằng tiền có thể thông thần, nhưng đồng thời lại là vật tầm thường. Họ chỉ trả tiền cho thứ có giá trị thực tế. Với họ, tiền bạc không có sự phân biệt tốt xấu, thiện ác. Mặt tốt và xấu của đồng tiền, tất cả đều do con người đặt ra một cách chủ quan. Sự phân biệt này làm sai lệch và hạn chế tư duy của con người. Người Do Thái không phân biệt liệu tiền tốt hay xấu, họ không hỏi tiền đến từ đâu. Bởi thế họ có thể duy trì trạng thái nhẹ nhàng, không quá áp lực,
không bị ràng buộc bởi các khái niệm thế tục trong quá trình làm giàu. Họ quan niệm miễn là bản thân kiếm tiền hợp lý, hợp pháp là được. Thế nên, cách thức kiếm tiền của người Do Thái không hề dựa vào cảm tính. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền mà không vi phạm pháp luật là họ sẽ nắm bắt ngay. Nhờ tuân theo tư duy làm giàu này, người Do Thái đương nhiên sẽ đạt được hiệu quả kiếm tiền nhanh lẹ và gọn gàng hơn người khác. Sự khôn ngoan của người Do Thái rất đáng để ta suy ngẫm và học hỏi. Muốn thẩm thấu được tinh hoa của tư duy Do Thái, chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về lý do tại sao họ có thể nỗ lực hết mình trong sự nghiệp và kiếm tiền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Như Earl Nightingale từng nói, chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ về. Đó chính xác là lý do tại sao thay đổi suy nghĩ về tiền bạc thực sự có sức mạnh thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bạn. Vì vậy, hãy bùng cháy đến mức không có gì và không ai có thể cản đường bạn. Sau đó, hãy tập trung vào những thứ bạn có thể kiểm soát. Đó là những thói quen sẽ giúp bạn xây dựng sự giàu có để bạn không phải bỏ cuộc. Bạn có thể trở thành người tin rằng mình có thể chiến thắng. Và một khi bạn tin rằng mình sẽ thắng, bạn sẽ làm được. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh để cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.